Quay trở lại cái chủ đề của chúng ta buổi tối hôm nay thì bốn giai tầng, bốn là tầng của trong xã hội, đúng không? Theo các bạn thì đó là cái giai tầng là. Đây thì tôi xin phép được viết ra cái, tôi xin phép được chia cái tờ giấy A4 ra làm bốn phần. Đây, không biết là các bạn có nhìn rõ không? Không biết có lệch không? Đây, bốn giai tầng trong xã hội có lẽ là nó đã sẽ đang bị lệch các bạn. Nếu mà các bạn nhìn rõ thì các bạn đâu? Đây, bốn giai tầng trong xã hội. Nếu như mà chia ra thì nó sẽ có góc L, góc chữ T, góc chữ C và góc chữ D. Thì theo cái tác giả Robert Kiyosaki thì Robert Kiyosaki cũng là một người thầy rất là tuyệt vời của bác sĩ Hùng. Tôi cũng đã được học các cái khóa học của thầy trong cái chương trình của Babylon tổ chức, thì tôi đã được học một số các cái khóa học của thầy Robert Kiyosaki. Đấy, thầy là một người rất là tuyệt vời, thầy rất là tuyệt vời. Đấy, thì thầy có tạo ra cái mà người được gọi là kim tứ đồ, là kim tứ đồ trong bốn cái giai tầng của xã hội. Thì thầy có chia ra là góc phần tư thứ nhất, đó chính là chữ L, tức là người làm công ăn lương. Đấy, làm công ăn lương đó là một cái giai tầng chiếm cái số lượng rất lớn trong xã hội hiện nay, có thể là 90% số người trong cái xã hội Việt Nam của chúng ta hiện nay là đang làm công ăn lương. Người đó có thể là công chức, người đó có thể là một anh cụ hồ, người đó có thể là một chị tiếp giáp, người đó có một thể là một bác bảo vệ, đúng không? Người đó có thể là một anh lái taxi. Đó là những người làm công ăn lương. Thì những người làm công ăn lương này nó chiếm khoảng 90% cái số lượng người trong xã hội hiện đại của chúng ta. Đấy, đây là những người mà trực tiếp tạo ra của cải cho xã hội. Tuy nhiên ấy, theo thống kê ấy, thì 90% số người làm công ăn lương này chỉ chiếm khoảng 10% cái tổng tài sản trong xã hội hiện tại. Đấy, còn lại 90% cái số tiền là dành cho các cái góc phần tư còn lại. Đấy, thì anh chị lưu ý, thứ nhất là chữ N, tức là những người làm công ăn lương, những người làm công chức, đúng không? Công chức nhà nước. Đấy, người làm công chức nhà nước thì thật ra thì nó không có đúng mà không sai. Tôi rất là tôn trọng, rất là nghề nào cũng là những cái nghề rất là cao quý, những cái người chiến sĩ áo trắng, những cái người chiến sĩ áo xanh, những người công an, những người bộ đội. Đấy, mưa gió như thế này, nếu như mà không có các chú bộ đội mà hỗ trợ dân để sơ tán thì cũng khá là nguy hiểm, đúng không? 90% số người trong xã hội hiện nay là công chức, làm công ăn lương, rồi thì những người lao động tự do làm thuê, đúng không? Tôi có nghe một cái câu nói rất hay, nếu như mà bạn không tự xây ước mơ cho mình thì ông chủ sẽ thuê bạn xây ước mơ cho ông chủ. Đấy, nên là các bạn lưu ý là hãy chuyển từ cái góc phần tư thứ nhất sang các cái góc phần tư còn lại để làm sao cái bạn có một cái cuộc sống tự do, ấm no và hạnh phúc. Đấy là những người làm công ăn lương, đúng không? Những người làm công ăn lương thì nó rất là vất vả, đặc biệt là những người công chức thì tôi thấy là sáng đi làm việc 8 tiếng, đúng không? 8 tiếng làm việc, sáng thì vội vã, trưa thì mệt nã, và chiều thì sáng thì hối hả, trưa thì vội vã, và chiều về thì mệt nã, và cuối cùng cuộc đời cũng sẽ về với mồ mả. Đây là một cái câu nói khá là phổ biến đối với những cái người mà công chức nhà nước. Thật ra thì giai đoạn vừa qua thì chính phủ cũng đang quan tâm đến một số những cái lĩnh vực, ví dụ như y tế. Tôi thấy là một số địa phương như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, hay là khu vực Hà Nội cũng đang quan tâm nhiều đến cái vấn đề về lương của bác sĩ, đúng không? Các cán bộ y tế, những chiến sĩ áo trắng đó, trong suốt cái đợt dịch vừa qua họ đã xả thân vì nước vì dân. Đấy, tuy nhiên là với cái mức lương mà rất là thấp như hiện nay thì rất là khó cho các anh chị có thể sống được. Đến là cái góc phần thứ nhất là cái người làm công ăn lương, đúng không? Làm công ăn lương, và đây được coi là những người nghèo trong xã hội. Đây được coi những người nghèo, nghề nào cũng là không cao quý. Nếu như không có những người làm công ăn lương thì chúng ta làm sao mà có cái cuộc sống nó bình an như thế này, đúng không? Đó.